Đến giới của thính giả trong chương trình sân khấu Trường Thanh hôm nay là vở cải lương Chớp biển. Tham gia trong vở có các nghệ sĩ Minh Đương trong vai Tử Thành, Minh Hoàng trong vai Ông Bảy, Hoàng Nhất trong vai Hồng Hải, Lịch Sử trong vai Thắm, Phạm Điền trong vai Sắc, Kim Hiền trong vai Mai, Chế Tuân trong vai Tần, Thu Nguyệt trong vai Bà Năm, Trúc Ly trong vai Bé Thơ và một số diễn viên trong các vai phụ. Mời quý thính giả cùng nghe. Các đồng chí, như thế là phương án một chúng ta không thực hiện được. Vì Tào Tháo bị lộ, bây giờ chỉ còn ba phương án. Một là Tào Tháo phải chiến đấu giữa dòng dây dày đặc của quân Tùng, mà tiếng bầu trời hải lục không quân cho đến lúc hy sinh cùng với con Tàu. Hai là Tào Tháo vượt dòng dây của giặc, lợi dụng mạng đen trở về bắt an toàn. Hai là Tàu của ta lao thẳng vào bờ, theo lòng lấp mà vào tận giữa sông sâu. Về phía chúng ta phải sẵn sàng chiến diệt, lưu lửa của ta dâng khắp mặt biển bầu trời, bắt lũ giặc hung hăng hải kiếp phía chạy dài. Không giải cứu con tàu bé nhỏ của chúng ta. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Tình huống đêm nay có thể khó lường, nên bến có tăng cường lực lượng địa phương, cùng kho bãi nhanh tay bốc dỡ chuyển hàng. Có thể là hàng kia được thả ngay xuống đây là để tàu ta nhanh chóng vượt ra ngoài, hoặc là tàu của ta lao thẳng vào rừng thì cũng phải bốc hàng bỏ kịp đêm nay. Các đồng chí lực lượng quả lực, các đồng chí kho bãi, rõ chưa? Rõ. Khi nghe tiếng súng nổ ngoài biển, tùy tình huống mà chúng ta hợp đồng chiến đấu. Thôi, tất cả về vị trí chờ lệnh. Rõ. Bà Mai à, em sao bảo với chị em là chuẩn bị sẵn sàng chờ lệnh chị xuất phát hay chưa? Dạ, em đi liền. Đi nhanh lên đi em. Anh Sát, sao giờ này anh còn ở đây vậy? Không, anh muốn nói chuyện với em. À, chuyện của anh với Mai phải không? Không phải gì đâu em à, mà chuyện riêng giữa anh và em đó. Nếu là chuyện riêng giữa anh và em á thì xin hẹn anh hôm khác đi. Bây giờ đã bước vào cuộc chiến đấu rồi, đồng chí xã đội phó đề nghị đồng chí hãy trở về vị trí làm việc của mình đi. Nhưng mà dù sao thì em phải nghe anh nói. Ở đây tôi là chỉ huy, tôi ra lệnh, đồng chí phải chấp hành. Rõ chưa? Anh đừng có làm vậy nữa. Anh mà làm vậy, con Mai nó biết được là nó buồn anh dữ lắm đó, anh biết không? Thôi anh trở về vị trí làm việc của mình đi, nhanh lên. Nhưng mà... Thôi, các đồng chí chú ý, tàu của ta phát tín hiệu đi thẳng vào bờ. Tất cả lực lượng sẵn sàng chờ lệnh, rõ chưa? Rõ. Chị Thắm ơi. Mai, chị Thắm. Lệnh của trên, lực lượng ta chuẩn bị xuất phát. Thuyền chèo dụng cụ, tất cả chúng em đã sẵn sàng, đang chờ lệnh chị đó. Được. Tất cả các đơn vị xuất phát. Sao? Chị em có xuống mới rồi, có vui không? Vui. Có phấn khởi không? Phấn khởi. Như vậy là chúng ta đã trang bị đầy đủ vũ khí, chúng ta quyết đánh những trận đánh thắng lợi như là cái nước đầm dơi chà là. Chị em mình có quyết tâm không? Quyết tâm. Sẵn sàng không? Sẵn sàng. Thank you.
đã thực hiện lời thề. Dù khó khăn nguy hiểm thế nào, dù có hy sinh cũng quyết tâm hoàn thành sứ mệnh. Chúng tôi đặt các đồng chí nằm yên nghỉ bên rừng nước. Chúng tôi là những người còn ở lại. Chúng tôi sẽ thực hiện đúng như lời chúc của đồng chí Phạm Hùng. Liên Xô có Gagarin đi tốt đưa con tàu đến vũ trụ. Còn các đồng chí là những người khai sơn phá thạch ra con đường này. Về mặt ý nghĩa của nó cũng giống như nhau. Các đồng chí đã đem tình cảm miền Bắc tới miền Nam, đem ý chí quyết tâm đánh Mỹ giải phóng miền Nam. Trung ương hy vọng các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nặng nề và dễ dàng. Chúc các đồng chí đi thuận buồm xuôi gió. Gió xuôi buồm thuận, thuyền đã vào bến, vũ khí đã chuyển lên bờ. Còn các đồng chí... Đồng chí Thân, thuyền trưởng. Đồng chí Phong, chính trị viên. Các đồng chí không còn bên cạnh chúng tôi, nhưng cứ mỗi lần nhìn sóng biển, chúng tôi lại nhớ đến các đồng chí. Trước những lượng sóng, chúng tôi nguyện sẽ tiếp tục phấn đấu cho lý tưởng đến thắng lợi hoàn toàn. Các đồng chí ơi, vĩnh biệt các đồng chí. Các đồng chí thứ tư đồng chí Tuấn Thành khỏe đồng chí ơi. Chào đồng chí. Anh Bảy, xin cảm ơn các đồng chí, xin cảm ơn anh Bảy đã vận chuyển vũ khí tới nơi. Nhờ vũ khí các đồng chí mà chúng tôi đã bẻ gãy những cuộc càn chiến lược của giặc. Cảm ơn anh Bảy. Không những các đồng chí mang vũ khí vào mà còn mang cả tình cảm của nhân dân miền Bắc về giữa nhân dân miền Nam, mang tình cảm của Trung ương Đảng, của Bác Hồ về với nhân dân miền Nam. Xin cảm ơn các đồng chí. Thôi, đội nữ du kích đi về vị trí đi nha. Rõ. Riêng đồng chí Thắm, đồng chí Mai ở lại đây. Tôi sẽ phân công nhiệm vụ đặc biệt cho hai đồng chí. Dạ. Chào bác à. Đồng chí tên gì? Dạ cháu tên đồng chí Sắc. Dạ cháu tên Sắc. Sắc hay không? Sắc xã đội phó xã này đây nè. Dạ. Đồng chí Sắc. Dạ. Nhiệm vụ đồng chí không phải ở đây. Ủa vậy ở đâu? Đồng chí... Dạ, nhiệm vụ của tôi là phụ trách ở ngoài kia kìa. Ở ngoài kia. Thôi, cháu đi có công chuyện bắt tẩy hết trơn nha. Thôi các đồng chí lại mạnh nha. Đồng chí đi khỏe nha. Thôi các đồng chí lại mạnh giỏi nha. Đồng chí Thắm. Dạ. Đưa tất cả anh em thủy thủ về chỗ nghỉ. Dạ. Đồng chí Mai. Và đồng chí Thường Khóa. Dạ. Đưa con tàu về nơi đã quy định. Dạ. Thôi chúng ta tạm từ giả anh Bảy. Mời các đồng chí theo tôi. Thôi đi các đồng chí ơi. Chúng tôi đã chuẩn bị con nước sẵn rồi. Sáng nay em đi chợ xóm tìm mua một vuông giấy trắng để đem về mai chiến khăn tay. Chiến hồng thiêu tặng người trai, chim vàng theo một cành mai, cùng đôi chim én lượn bay trên cành. Làm quà xuân gửi tặng anh giải phóng quân, đường chỉ mai chẳng được khéo tay, xin các anh hãy vui lòng nhé. Đường chỉ mai chẳng được khéo tay, xin các anh hãy mang về bắt. Anh Sắc, anh chọc em đó phải không? Bộ tính bỏ bờ Nam rồi bay sang bến Bắc phải không? Anh này, anh đừng có nói chơi như vậy mà. Em không có chịu nói chơi như vậy đâu đó. Em thiêu khăn không phải tặng cho mấy anh lính miền Bắc, vậy để tặng cho anh phải không? Cái khăn này là của... Ây da. Anh có sao không? Kim đâm rồi. Đáng đời chưa? Ghen bóng ghen gió à. Bị kim đâm rồi đó có biết đau không? Vì yêu nên người ta mới ghen chứ bộ. Ghen cái gì? Khăn của chị Thắm nhờ em thiêu giùm đó.
em thiêu khăn giùm cho Thắm à. Anh không tin em hả? Anh mở ra xem đi. Rồi, anh xem. Ê, mà quên, kỷ vật tình yêu của người ta ai mà cho coi, coi lén á, xấu lắm ông ơi. Em, đồng chí thiền trưởng đã hy sinh trong lần cập bến vừa rồi, chưa có người thay thế. Nhưng mà không biết các anh ấy về Bắc bằng cách nào nữa. Anh à, dù bất cứ khó khăn hay nguy hiểm như thế nào, mình cũng phải cố gắng vượt qua, chứ không có được phép mũi lòng. Nè, anh đó, anh đã quên lời thề quyết tử rồi phải không? Anh chỉ lo vậy thôi. Nhưng chúng ta muốn có súng đạn để đánh giặc, phải chờ con tàu từ Bắc vận chuyển vũ khí vào Nam ít nhất phải nửa tháng, có khi cả năm, thậm chí còn tan xác ngoài biển cả. Còn giặc thì thế lực hùng mạnh, thì làm sao ta chống nổi hả em? Anh yên tâm, chúng ta sẽ đánh chúng bằng ý chí. Ý chí? Liệu ý chí chúng ta có thể thắng nổi thế lực hùng mạnh đến bao giờ nữa? Anh, lúc này tôi thấy tinh thần của đồng chí xã đội phó xuống tới hàng bà khía rồi nha. Mai à, anh chỉ lo cho tình hình chung thôi, chứ chết thì chết cả đám, chết cả anh nè, rồi chết luôn em, chứ đâu phải chết một mình anh mà anh sợ. Em à, anh nghe nói các anh ấy chuẩn bị vượt Trường Sơn ra Bắc, bỏ lại con tàu, thằng Hai và con Thắm đã cưới nhau rồi, nó cũng ở đây luôn, rồi không về chốn hậu phương. Anh đã nói là em biết được, chị biết bao nhiêu sự. Anh xã đội phó, ôi, tò mò quá ông ơi. Từ nay ra Bắc, mất cả năm trường, rừng sâu dốc núi đôi ghét chung người, bom đạn của dây biệt kích thì như rơi, nguy hiểm lắm mày ơi. Các anh ấy quen đánh thủy chứ đâu quen đánh bộ. Nhưng mà đó là chuyện của người ta, sao anh cứ tham gia? Nhưng mà các anh ấy không phải là lính thủy đánh bộ như phía quốc gia đâu, họ thiện chiến lắm đó em à. Anh hỏi em điều này nha, bây giờ em có thấy con tàu không số đậu ở đâu không em? Anh Sát, anh anh đã quên mất rồi cái nguyên tắc bí mật quân sự. Thôi, anh thành thật xin lỗi em. Anh xin lỗi em nha Mai. Anh hứa với em là từ đây sắp tới anh sẽ không bao giờ nhắc đến con tàu ấy nữa. Anh à. Em à, anh nghe nói bọn giặc đang bao vây lùng sục con tàu. Máy bay trinh sát thì lạch dò, còn pháo binh thì bắn dò la khắp cả cái rừng nước Cà Mau này. Chỉ có một tiểu đội chúng ta làm sao giữ nổi, một tiểu đoàn kia còn chưa chắc nữa em à. Sao mà anh lo quá em à. Anh Sáng, anh đừng có lo nữa mà. Anh ráng đi, chỉ còn hôm nay thôi, đêm nay sẽ có cuộc liên quan để tiễn đưa các anh hải quân về những con tàu không số về ngoài Bắc rồi. Nè, tôi nghiêm khắc phê bình đồng chí đấy. Cái gì? Tôi phê bình đồng chí. Anh phê bình em? Đúng rồi. Sao tự nhiên lại phê bình em? Đêm nay có cuộc liên quan để tiễn đưa các anh lính hải quân về Bắc. Anh, làm sao anh biết được chuyện này? Ai nói với anh? Em mới vừa nói với anh. Nhưng mà không sao đâu, em hãy yên tâm. Rất may mà em chỉ nói cho một mình anh biết. Nếu em nói cho người khác biết là dứt khoát em sẽ bị kỷ luật ngay đó. Nhưng mà em yên tâm đi, anh hứa với em là anh không bao giờ tiết lộ chuyện này cho ai biết đâu. Em yên tâm nha Mai. Em có ngồi đó không vậy Mai? Dạ có. Em à, chị Thắm đến. Anh có công chuyện phải đi, em ở đây nói chuyện với Thắm nha. Anh đi nha. Anh à, anh hứa với em là anh không được tiết lộ bí mật vừa rồi cho ai biết nha. Được rồi, anh hứa với em là anh không bao giờ tiết lộ bí mật này cho ai biết đâu. Bộ em không tin anh sao? Em tin anh. À, bắt gặp tại trận nha. Vậy? Hết chối rồi nha. Em đâu có gì đâu mà chối. Thôi đừng có giấu tôi, tôi thấy hết trơn rồi. Em nói không có mà. Nè, dạ? Làm gì làm tôi không biết. Hai người tình tứ thì tôi không biết. Cái chuyện tôi nhờ xong chưa? Xong rồi. Đâu? Nè, chị coi em thiêu có được không? Ôi trời, gì xấu lắm hả chị? Trời, em thiếu đẹp thiệt đó nghe Mai. Thiệt không? Công nhận em khéo tay thiệt á. Chị khen em mừng lắm á. Nhưng mà chị nè, em thấy nó thi dị quá
à. Ủa sao thi vậy, chị đâu có thấy vậy đâu. Chị nhìn đi nè, sóng biển xanh, bông tràm trắng, còn nữa đây nè, nhìn kỹ nha. Đây là một con tàu như chiếc lá dừa đài mà thấy cứ đề tặng thờ không vậy đó. Quỷ chọc chị hoài à. Chị nè. Sao? Chị còn nhớ cái lần con tàu không số bị dây kính ở ngoài cửa sông đó. Chị em mình cứ gọi anh ấy bằng bác, bởi trông thấy râu nè, tóc anh ấy y hệt như là ông già biển cả vậy đó. Cứ mỗi lần mà vô trạm xá thăm á, chị biết không, em mượn tập thơ viết tay của anh ấy về em để trên đầu giường á, em đọc á. Trời ơi, anh hãy biết làm thơ nữa mày. Trời ơi, hay lắm chị ơi. Bữa nặng cấp cho chị đọc bữa ơi. Ôi, kỳ quá à. Muốn đọc nó thì mượn về đọc, chứ ai ăn cắp kỳ vậy. Thôi. Chị sao vậy? Chị ngại. Chị ngại chứ mắc cỡ lắm. Em biết rồi. Em biết rồi nè. Để em mượn cho. Thiệt không? Ừ. Nhớ hứa là giữ lời nha. Uy tín đàng hoàng. Ừ. Nhưng mà chị có còn nhớ cái đêm mà chị định cổng bắt ấy về trạm xá không? Cái ông già mà y thôi đi, em không nhắc tới đâu. Đúng rồi. Trời ơi, một sao? Ông già râu tóc lòa xòa, ý, ghê mặc quá. Cái bộ đồ ấy da. Ôi da trời, nó bị thương nặng lắm rồi. Thực trạng của bác đâu rồi? Mai chắc thực trạng cho bác ấy nhanh lên. Nhanh lên đi nè cho. Bác xuất của bác đồ tàu và ảo hương đầu. Bác đã bị ôi da ở đây á. Chặt chẽ rồi ta hãy chuyển hàng mau. Từng trầm trò mấy bài tới thì sao? Nhưng mà cái vết thương của ông đang thấm máu nè. Nhưng mà ông ấy để cho tôi băng cho để cho chị. Không sao đâu cháu à. Thuộc đã có bác đâu rồi. Nè, hãy chuyển hàng, giải thích tàu bao, lo cứu hàng rồi, tôi băng bó làm sao? Nhưng mà cái vết thương của ông đang thấm máu. Ông là ngư dân hay là hải quân? Sao quá liều vậy? Nè, hãy ngồi đi để tôi băng bó vết thương. Mà không có được đâu, để chị băng lại cho. Ở chỗ này nguy hiểm lắm, để tôi cổng ông về nơi an toàn. Cái gì? Lên, đi nhanh lên máy. Trời ơi, trời ơi. Tiếp chị. Ai dám? Thôi. Nghe nè. Để yên nguyên về cho tôi nghe. Máy. Gì vậy? Nè, máy. Từ cái đoạn này trở về trước á, tức là cái đoạn mà bác cháu thì tôi biết. Còn từ cái đoạn này trở về sau á thì hai người tự diễn tiếp đi nha. Máy. Tôi đi à. Máy à. Mai à. Mai à. Mai. Nín. Không có mai mối gì hết á. Mai nè, à. Ở đây tâm sự nhưng mà canh chừng cái khu vực này cho tôi nha. Tôi đi à. Mai. 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 Mà hơn một tháng đã trôi qua rồi phải không anh? Và bây giờ vết thương của anh đã lành lại rồi em ạ. Rồi anh sắp lên đường phải không?
anh mong đến ngày đó. Em biết lắm mà. Em biết là anh muốn lên đường lắm mà. Anh đâu có thương em đâu. Không à, anh là bộ đội mà em. Em biết anh là bộ đội. Nhưng mà anh đi rồi á, chắc khu rừng này buồn lắm. Em ơi, đò lính của chúng mình là những cuộc chia tay. Chia tay để có ngày gặp lại em à. Ngày đó chắc còn xa lắm phải không anh? Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ ác liệt này, rồi đây ai còn, ai mất, ai sẽ gặp nhau và ai mãi mãi chia. Thank you.
anh đã gửi thư về bắt xin với mẹ và xin với bầu chúng ở trong này cho chúng mình làm lễ cưới nha em. Anh cưới em, anh cưới em rồi mỗi đứa mỗi nơi sao? Thắm ơi, ngày toàn thắng anh sẽ rước dâu về ngoài ấy trên một con tàu xuyên suốt đại dương. Anh sẽ đưa em qua những rặng sang hô, những bãi đá ngầm và những đảo quan. Và đã có lần tàu anh tưởng chừng qua không được, rồi anh sẽ kể cho em nghe những cơn bão biển, những trận giặc hay những bầu trời mặt biển mênh mông. Anh cưới em rồi mai đây để em phải một mình dò gió đời. Còn nếu một mai xác thân anh có cùng giới con tàu ấy, quá trăm ngàn mảnh dùng thì anh sẽ qua vào buôn trong lưu sông tìm lại bến bờ dỗ mãi bên em. Thắm ơi, em có chịu chờ anh không em? Chịu không em? Em sao? Em chờ anh mà. Không, thôi, lỡ người ta thấy được ta cười chết luôn. Anh Hải à? Gì em? Đêm nay anh lên đường rồi phải không? Đúng rồi em ạ. Em có muốn quà muốn tặng cho anh. Ủa, có quà gì? Đâu, cho anh xem. Trời ơi, chiếc khăn. Phải, đây là chiếc khăn kỷ niệm. Em muốn gửi theo anh trên khắp nẻo đường chiến đấu. Không bờ. Nó sẽ là tấm lòng, là hình ảnh của em luôn ở bên anh, dù rừng sâu hay biển rộng. Sẽ rơi ấm lòng anh khi chớp bé mưa. Chẳng bóng chạm kia, chân đỏ trong mưa, như tình yêu chúng mình
Đây là chiếc khăn kỷ niệm là lần gặp nhau trong lửa đàn. Em cố giữ gìn nó nghe em. Chiếc khăn này nè, bằng bó chồng lão ngư dân hồi đó thì đúng hơn. Thấm, Thấm em. Hải ơi, Hải, mày đâu rồi? Mày đâu rồi? Hải dạ. Chuẩn bị về mày ơi. Đâu rồi? Mày đâu rồi? Dạ, dạ. Bác Bảy. Chuẩn bị lên đường về ngoài Bắc. Dạ, dạ. Chào bác. À, chào cô xã đội trưởng. Dạ. À, chào cô. Hôm nay chúng tôi đến đây từ giả cô để lên đường về ngoài ấy. Dạ, cháu biết rồi. Và tôi xin thay mặt anh em cảm ơn các cô trong những ngày anh em chúng tôi ở đây, các cô lo lắng rất là chu đáo. Thôi, hẹn ngày gặp lại nghe không? Dạ, bác Bảy đi khỏe nghe bác Bảy. Các cô ở lại khỏe nha. Cẩn thận bác Bảy ơi. Rồi, cẩn thận. Đi nhanh lên chú Bảy ơi. Hẹn gặp lại nha. Dạ, đội trưởng. Rồi, đi. Đi, đi các đồng chí ơi. Khoan, khoan các đồng chí. Anh Bảy. Gì đó chú Tư. Tôi biết anh Bảy và các đồng chí nóng ruột trở về ngoại để vận chuyển tiếp tục vũ khí vào Nam. Nhưng mà tình hình hiện nay thì chưa đi được anh Bảy à. Sao vậy anh Tư? Tại sao vậy chú Tư? Vì hiện nay các gian thuyền của hạm đội Mỹ đang khóa kín các cửa sông. Vì thế chuyến đi của chúng ta buộc phải ngưng lại. Rồi thời gian nào mới đi được đây? Thời gian thì chưa quyết định được anh Bảy à. Một tháng, ba tháng, thậm chí cả nửa năm. Khi nào đủ điều kiện chúng tôi sẽ tiện đưa các đồng chí rời khỏi bến. Ôi trời ơi, bà mẹ nó mấy cái thằng cướp biển này. Không phải thằng Thành đó không con? Má, trời ơi, má vô hồi nào? Má vô từ nãy giờ. Đường xá xa xôi, má đi chi cho cực gì nè. Trời ơi, ba con ở nhà có khỏe không má? Bé Thơ có học giỏi không? Nó học cũng đỡ con à. Dạ. Con à, sao lâu quá con không về thăm ba má vậy con? Dạ, mấy tháng này con bận công việc cho nên không về được má. Dạ. Mà còn vợ con đâu? Sao không đi với má? Để má chèo chống mình ơn gì nè. Tại má. Dạ. Má không có cho nó đi đâu con. Dạ. Đây nè. Đây là gói thuốc ghê của ba con trồng hôm trong năm nè. Vậy à? Còn đây, đây là cô cá bổi. Con gái của mày nó gửi cho mày đó. Đây là quà của ba con và của bé Thơ. Còn vợ con gửi cho con cái gì? Má, hình như là có chuyện gì vậy má? Có cái chuyện gì đâu con. Tổ cha mày, bộ mày không tin tao hay sao? Cái thằng thiệt y như hồi nhỏ, mỗi lần má đi chợ về là nó chặn đầu chặn đuôi để nó kiếm quà. Cái thằng thiệt. Con à. Dạ. Con yên tâm đi, vợ con ở nhà nó siêng năng giỏi giang lắm. Dạ. Nó giúp công việc cho má, mà nó lo cho ba con nó thật là chu đáo à con. Dạ. Má, hôm trước con về vết thương cũ ba con hành lại, đến nay đỡ chưa má? Ba con bệnh lại nhiều lắm, chắc kéo dài không được bao lâu nữa. Nhưng ba con cứ nhắc, cứ lo cho con. Mỗi lần nghe vang vọng xa xa tiếng sùng nổ ở mũi trại, tiếng bom gập trên gốc, là ba con trằn trọc suốt đêm dài. Lớn lên rồi chứ còn nhỏ nhất gì nữa đâu mà ba má lo chi cho cực vậy? Không lo làm sao được con. Hồi nãy á, má nghe mấy chú nói tụi con chuẩn bị đi công tác xa có phải không? Dạ.
Hình như là ở nhà có chuyện gì má giấu con à, mà. Không, không có chuyện gì đâu con. Không có chuyện gì đâu. À Thơ à, Thơ vô gặp ba con đi. Rồi bà cháu mình về kẻo tối đó con. Thơ ơi, Thơ à, Thơ ơi. Dạ. Con đâu? Con đây nè. Vô đây con. Thơ. Ba con đó. Ba đây nè. Con nhìn ra sao? Ba. Con. Ba. Ba ơi. Ừ? Con nhớ ba nhiều quá à. Ừ, ba cũng nhớ con nữa đó. Sao? Ở nhà có học giỏi không? Nói cho ba nghe nào. Ừ? Ba ơi, ông nội bệnh, con đã nghỉ học rồi ba. Vậy à? Thôi, được rồi, để khi nào ba rảnh à, ba về xin phép nội cho con tiếp tục học lại nghe chưa? Ba ơi, cứ mỗi lần nhìn thấy mấy đứa bạn cùng xóm ôm cặp đi qua, con tựa cửa nhìn theo cho đến khi khuất vàng. Con lại mong sao mình được như chúng bạn cấp sách tung tăng trong tiếng trong tăng trường. Con không dám nói ra sợ nỗi trần nỗi buồn. Con lén lén lấy khăn quàng lên cổ lấy sách vở ấm con làm con. Con của ba giỏi lắm. Được rồi, ba hứa để hôm nào ba rảnh đó, ba về rồi xin phép nội cho con đi học lại nha. Nhưng mà con phải học giỏi nghe chưa? Thế không ba? Ừ, thiệt. À, đây, ba có món quà để dành là tặng cho con đây. Đó, quà con xem gì có đẹp ba? Không? Đây là cái kẹp. Nè. Đẹp quá ba ơi. Ừ, đâu, con kẹp lên xem coi. Đẹp không ba? Ừ, con của ba đẹp lắm. À, đây, còn món quà nữa. Đây là cái lược ba để dành khi nào về đó, ba tặng cho mẹ con. Đây. Má. Con. Dạ. Lên nội biểu. Nội. Nội dặn con còn nhớ không? Dạ nhớ. Ừ. Con nhớ lời của nội dặn. Ừ. Con sẽ không nói với ba con là má con đã chết đâu nội ơi. Không, không có đâu ba ơi. Má con còn sống, con đưa cho má. Con đưa cho má mà. Má. Vợ con chết thật sao má? Thành ơi, má không giấu con được nữa rồi. Thank you.
bấy lâu tôi nào hay nào biết. Trời, má cũng đâu có biết con ở đâu đâu mà nhắn mà tìm. Hơn nữa ba con dặn bà không có được cho thằng Thành nó biết về cái chuyện này. Hôm nay má không giấu được con, má đã có lỗi với ba con. Trời, ba đi đánh giặc lâu lâu ba mới về thăm con. Con ở nhà với má với nội. Nay má con chết rồi, ba cho con đi theo ba nghe ba. Con đi theo ba, con đánh giặc tiếp ba để trả thù cho má. Thôi, con định bỏ nội hả con? Thôi, con phải ở nhà nuôi nội. Con đi rồi, bỏ nội ai nuôi con? Vậy là con phải ở nhà với nội sao ba? Ừ, con phải ở nhà với nội con à. Thôi à, thôi bà cháu mình về, kẻo tối đó con. Má, tối rồi, thôi má ở lại đây sáng về má. Có đồng chí nào đó không? Đưa má tôi vào trong nghỉ nha. Thơ, con vào trong với nội đi con. Con đi nghe ba. Má đi nghe con. Chú Tư phải không? À đây rồi. Dạ, anh Bảy. À, chú à, cũng có chuyện gì buồn hả chú? Dạ, dạ không anh Bảy à. Không. Vậy hả? Dạ. À tôi mới thấy à, Thiếm Năm dẫn con của chú vào thăm chú có phải không? Dạ phải anh Bảy. Còn vợ chú đâu mà không vào thăm chú vậy? Dạ. Dạ, vợ em đang ở nhà. Ba em bệnh anh Bảy à. Ê, vậy hả không? Dạ. Ơ mà Thiếp nó có khỏe không? Dạ khỏe anh Bảy. Vậy hả? Dạ. Vậy thì vui lắm rồi. Dạ. Bây giờ nè, các anh em đã tới đầy đủ rồi, bây giờ có vào họp được chưa? Dạ, cho anh em vào họp đi anh Bảy. Vậy hả? Dạ, dạ. À, các đồng chí ơi, dạ, yeah, ta vào để họp thôi. Dạ, yeah. Ờ, vô. Ây da, mặc đồ đẹp quá, bữa nay sao mà mặc đồ đẹp dữ vậy trời. 1, 2, 3, 1 Bác Bảy, bữa nay họp xong là bác cháu mình về ngoại hả bác Bảy? À, về chứ, lâu lắm rồi, nhớ nhà lắm á. À, dạ, các đồng chí lên hết rồi. Chào chú Tư. Rồi anh em đầy đủ rồi. Các đồng chí khỏe ha. Dạ. Thôi, chúng ta xin phép họp đi các đồng chí. Dạ. Vì sao hôm nay cuộc họp giả chiến giữa rừng sâu như thế này mà chúng ta là mặc quân phục chỉnh tề của người lính biển? À, sao vậy chú? Là gì? Chúng ta muốn nhìn lại một lần nữa hình ảnh chiến sĩ người hải quân Việt Nam đang mở đường mòn Hồ Chí Minh trên biển, vận chuyển vũ khí vào Nam để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Để rồi mai đây, trước khi bước chân xuống tàu, chúng ta tạm rời xa bộ quân phục thân yêu này. Chúng ta sẽ thành những ngư dân trong con mắt của kẻ thù. Đường chúng ta đi không để lại một dấu vết, một lối mòn. Với chúng ta, biển cả là lối mòn, lối mòn là mênh mông biển cả. Các đồng chí, lại một mùa biển động nữa đã trôi qua. Những người thủy thủ và con tàu không số đang mắc kẹt giữa rừng sâu. Bọn giặc thì ngày đêm lùng sục, chúng biết tiêu diệt những con tàu không số của chúng ta. Lương thực của bến bãi thì ngày càng cạn kiệt, vũ khí đạn dược thì đã bị cạn dần. Nếu thằng giặc vào đây, liệu chúng ta có còn đủ sức chiến đấu bảo vệ kho tàng bến bãi, bảo vệ con tàu này nữa hay không? Vì thế hôm nay chúng ta họp đưa ra phương án để tháo gỡ khó khăn, tiếp tục mở đường về Bắc, vận chuyển vũ khí vào Nam. Đồng chí Tần Báo Vũ đi nắm tình hình sau giờ này chưa thấy về? Thưa chú Tư, anh Tần đã về tới. Vậy à? Xin chào các đồng chí. Anh Tư, báo cáo anh Tư. Sao đồng chí Tần? Dạ, một giặc đang siết chặt dòng dây để tìm kiếm con tàu, xem chúng ta cất giấu nơi nào. Từ rạch
chặt bằng xéo nhu xéo càng. Bãi nước rừng tràm thì biết thích giò la, cửa biển cửa sông có thì gian thuyền hạm đội. Mặt đất màu trời trực thăng sôi bao dội, chúng cố tìm cho được con tàu mà. Rồi những con tàu ngược xuôi trong ngoài hải phận, những đỉnh núi đảo xa ngày đêm êm lặng. Cả hệ thống radar âm thầm theo dõi những con tàu công số của chúng ta. Có ý kiến đề ra phương án để ma bàn, nên để con tàu vượt cổ vượt sông về lại hậu phương, đưa tàu khác vào hay cùng với con tàu ta vượt dòng dây. Đó là những ý kiến đưa ra, đề nghị các đồng chí suy nghĩ và phát biểu. Tôi xin có ý kiến. Đồng chí phát biểu. Theo ý tôi, hay là chúng ta để con tàu ở lại đây mà đi bộ vượt Trường Sơn ra Bắc. Tôi xin có ý kiến. Nếu nói như thế, chúng ta phải bỏ tàu mà chạy sao? Không. Người lính biển sống trên biển, chết vui thay trong lòng biển, chứ chúng ta không có quyền bỏ tàu mà chạy. Tôi đồng tình với ý kiến của đồng chí. Còn ý kiến của đồng chí anh, như vậy chẳng khác nào ta bàn giao con tàu cho giặc một cách êm đềm nguyên vẹn sao? Tôi xin có ý kiến. Theo tôi, lúc này là phù hợp với đạo lý và phù hợp với cấp trên. Tôi đề nghị quyết không để một mảnh sắt vụn nào của con tàu lọt vào tay giặc, bằng cách là ta cho nổ mìn phá hủy con tàu. Hả? Phá hủy con tàu? Phá tàu? Phá hủy? Không. Đừng các đồng chí ơi, đừng phá hủy con tàu nha. Đồng chí, bác bảy. Phải rồi, đồng chí ơi, hay lắm, hay lắm. Tôi xin có ý kiến. Tôi, Hồng Hải, chiến sĩ lái tàu. Xưa có câu, thuyền theo lái, gái theo chồng là đạo lý. Còn chúng ta, người lính biển, sống trên biển, chết vui thấy trong biển, cũng là lẽ thường tình. Trước đây địch bao vây và phát hiện quyết tiêu diệt chúng ta, ta đã xẻ rạch vạch rừng mà tìm lối sống. Còn hôm nay địch càng siết chặt dòng dây, lẽ nào ta bỏ tàu chạy bộ hay ở đây ôm con tàu chờ kẻ thù đến để tiêu diệt chúng ta? Bác Bảy, cháu xin có ý kiến. Nói đi. Tôi xin đề nghị với cấp trên, đồng chí Tử Thành, ông già rừng nước Cà Mau, đã từng là thuyền trưởng của con tàu không số, nay trở lại làm thuyền trưởng chính trị viên của con tàu này. Thay thế hai đồng chí đã hy sinh, đã chỉ huy chúng ta phá dòng dây, kẻ sống mà đi, đặt đầu thu mà đi. Đòi lính biển, sống trên biển, chết vui hay trong biển. Hay, trúng quá rồi con ơi, hay quá con ơi. Giới thiệu như vậy là trúng quá rồi, các đồng chí thấy thế nào hả? Đồng ý, đồng ý, đồng ý. Tôi, Tử Thành Bến Trưởng, xin chấp hành ý kiến của các đồng chí. Các đồng chí, chúng ta sẽ trở thành những người hải quân không quân phục với con tàu không số. Đối với chúng ta, hãy rẽ sống mà đi, đạp đầu thu mà tiến bước. Các đồng chí, chúng ta thề quyết tử cho Tổ quốc, quyết sinh. Xin thề, xin thề, xin thề. Các đồng chí, cải trang quân phục. Hả? Đồng chí thợ máy Nguyễn Văn Bảy. Có. Về vị trí. Rõ. Đồng chí Hồng Hải đâu? Có. Về ta lái. Rõ. Tất cả các đồng chí. Đồng chí Phương, nhổ neo, xuất bến. Oh,
dẫu mưa cuồng bao loạn. Dẫu mưa cuồng bao loạn, em vẫn chờ đợi anh. Ôi con ngoan, ngoan ngoan. Thôi, ngoan, mẹ thương, thôi, đừng khóc nữa, ngoan, mẹ thương. Mẹ thương, mẹ thương. Ngủ đi, con ngủ đi, ngoan. Con ngủ đi. Để đêm nay, mẹ còn phải lên đồi cát kia. Ngó mong ra. Đi soi ít con ba khía về ăn. Trời ơi, anh chỉ vô tình, anh vô tình thôi chứ đâu có tắt gì. Đèn. Tắt. Đi xuống nhanh lên. Anh định làm ám hiệu. Anh muốn hại chết đồng đội có phải không? Thấm à, em đã nghi quan cho anh rồi đó. Em thì mới sanh, con thì chưa có đầy tháng. Thằng chồng thì chuẩn bị về Bắc. Còn đội nữ du kích thì lo canh giữ cho con tàu xuất bến. Nên anh rảnh rang đi soi ít con ba khía về để muối cho em ăn. Đó là tình đồng chí với nhau. Anh im đi. Có phải anh định báo cho giặc biết thời gian và địa điểm xuất phát con tàu? Có phải không? Anh nói ngay. Anh nói đi. Anh hãy trả lời cho tôi ngay. Thấm ơi, anh chỉ vô tình. Em hãy nghĩ tình đồng chí. Tại sao anh không nghe lệnh của chỉ huy? Anh cố tình giả bộ ngây ngô. Có phải anh đã có dự định trước từ lâu? Anh đã nói hết lời mà em vẫn không nghe. Tình nghĩa của anh đối với Thấm không còn. Thấm mép tội gì anh cũng đành chịu vậy thôi. Anh
mà anh muốn nói. Cháu từ ngoan hết biết luôn rồi. Ngủ đi cháu. Cháu à, mẹ của cháu á định bắn chú kìa. Anh định làm gì vậy? Anh để con tôi xuống. Nhanh lên. Anh để nó xuống đây. Bắn đi. Bắn đi. Anh làm gì vậy? Anh để con tôi xuống đi. Mày không dám bắn à? Mày bắn tao rồi, sợ chúng con mày chứ gì? Anh tao biết mà. Hôm dữ còn không nỡ ăn thịt con. Huống chi mày con người, mà con người của cách mạng, đạo đức của người cộng sản đó phải không Thắm? Mày thông minh lắm. Tao đã phát tín hiệu ra ngoài kia, chốc lát nữa thôi sẽ hủy diệt số phận của con tàu. Mày có cần tao nói thêm gì nữa không? Tao khó khăn lắm được cài vào đây. Nhiệm vụ của tao được cài vào đây là tìm hủy diệt con tàu không số, mở đường mòn Hồ Chí Minh trên biển để chi viện vũ khí cho bọn cộng sản miền Nam. Mày thông minh lắm. Mày hãy mở con mắt thật to mày và nhìn ra hướng biển khơi. Chốc lát nữa thôi sẽ có những tiếng nổ kinh hoàng, những cột lửa bốc cao, rồi xác con tàu, xác đồng đội mày, kể cả xác của thằng chồng mày nữa, sẽ im dần và chìm dần, chìm dần trong lòng biển cả. Mày hãy tránh ra, nhường đó lại cho tao. Tao không tránh. Nếu mày không tránh, tao sẽ giết con mày. Tránh ra. Tránh ra. Mày định làm gì? Đừng. Tắt đèn. Tắt đèn được không tao bắn? Tao không tắt. Anh Sóc ơi,
điểm xuất phát cùng Tàu. Nó là một tên gián điệp, em có biết không? Không phải đâu. Mai, Mai ơi, chị em mình dễ tình nên đã sai lầm, thập sắc là giặc gai vào
Nổ súng thì tất cả quả lực của địch sẽ tập trung tiêu diệt chúng ta ngay. Các đồng chí hãy bình tĩnh để cho chúng đến gần, nếu cần chúng ta hành động. Các đồng chí rõ chưa? Rõ. Báo cáo thuyền trưởng, có nhiều anh chốt từ phía biển tây. Coi chừng pháo. Come on.
ta đâu, con của ta đâu rồi, em nhớ con đâu rồi, còn anh thì giữa nơi trùng rơi, đôi trôi gió đời biển trời, còn con tàu ở nơi trùng xa. Anh đang chờ nghe em hát nè. Hát đi em. Thơm ơi. Anh sẽ đưa em và con
về dòng sông Nhật Lệ. Nơi đó, nơi đó có mẹ. Tao là tao lái rồi. Tao là tao lái rồi Hải ơi. Ca đồng chí đâu? Các đồng chí ơi, bà Hải hy sinh rồi. Đồng chí Phương vào lái thay cho đồng chí Hải. Các đồng chí đưa đồng chí Hải vào trong. Hải ơi, các đồng chí, hiện nay tàu giặc đang khóa chặt dòng dây, chúng quyết bắt sống con tàu không số của chúng ta. Đồng chí Tần Bảo Vũ đâu? Dạ có em. Điện gấp về sở chỉ huy báo rằng tàu 169 của chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ chuyến đi nhưng không hoàn thành nhiệm vụ chuyến về. Con tàu sẽ nổ khi máy thông tin liên lạc này bị tắt. Rõ. Các đồng chí hãy đưa thương binh tử sĩ xuống thuyền, còn lại tất cả mang phao vào rời khỏi tàu nhanh lên. Không. Các đồng chí ơi, đến giờ phút này tôi mới là người ở lại. Các đồng chí ơi, hãy để tôi ở lại. Tử Thành, hãy cùng anh em vào bờ đi. Tôi ở lại, tôi không đi đâu. Tôi anh Bảy, đồng chí thợ máy Nguyễn Văn Bảy, người bạn già chiến đấu, người đồng hương Thới Bình sông Trẹm của tôi ơi, anh Bảy, anh cần phải sống vì những chuyến về Nam sau này rất cần những bàn tay lão luyện thợ máy như anh. Anh Bảy, anh con về Đồ Sơn cho Tử Thành này gửi lời thăm chị Bảy, thăm gia đình và các cháu. Tử Thành, đồng chí thợ máy Nguyễn Văn Bảy, hãy trao kiếp miền pháo hủy con tàu lại cho tôi và rời khỏi tàu mau lên. Không, không, không đâu, không. Đồng chí đảng viên Nguyễn Văn Bảy, đây là lệnh của thuyền trưởng, của bí thư chi bộ, đồng chí phải chấp hành. Tôi, đảng viên Nguyễn Văn Bảy, xin chấp hành mệnh lệnh cấp trên. Tử Thành, hãy để tôi mang kiếp nổ này cho Tử Thành nghe. Các đồng chí đưa đồng chí thợ máy rời khỏi tàu nhanh lên. Các đồng chí ơi, để tôi ở lại. Tử Thành ơi, chính biết rồi Tử Thành ơi. Diệt cộng tàu các anh đã bị bao vây rồi, không còn con đường nào chạy thoát. Các anh hãy đầu hàng đi. Ba ơi, Tết này ba không về rồi ai mua áo mới cho con? Con út con qua ở kế nhà mình, ba má nó đã mua đồ mới cho nó hết rồi. Ba ơi, thôi đưa con coi cúc
của ba ơi. Ba không kịp về, ba lỗi hẹn với con. Ba không mua áo mới cho con mặc hết năm ba nay. Ba đang ở giữa đồng khơi, chung quanh lòng lòng biển trời. Vui chừng ba là ngàn tân thuốc cả đổ. Giờ kia đã hẹn chỉ chờ cho tàu dặn tới gần. Thân xác ba thành khối nổ hờn thâm. Tội nghiệp con tôi sẽ cô đơn tôi cúc dây thờ. Bà hòa vào lớp sống dỗ mãi bên con sẽ ru con câu hát hai lời. Quan nghe con trong đêm tối vào kia giặc thù đã đến ba chinh điệp con thơ. Tên hải quân bắt việc kia hãy đầu hàng đi, không còn con đường nào chạy thoát đâu. Chết kia hãy gặp vào bắt sống tên Việt Cộng kia. Thơ ơi, ba vĩnh biệt con thơ ơi. Oh.
Dở cải lương, chớp biển của thính giả vừa nghe.